Áo này là không được mặc đi làm đâu nhá. Cái này mặc xong rồi phải giặt luôn, không sợ nó đen ở cổ này. Chào bác vàng nhá. Xin chào tất cả các bác. Cắt tóc luôn nhá. Tóc nó hơi dài rồi đúng không? Khúc cái đến chỗ này thôi, còn chỗ này không phải khúc đâu, nóng. Có bao nhiêu cái áo trắng rồi? Sửa. Ngày mai đi vẫn phải mặc áo trắng đúng không? Ừ. Có còn đeo giày không? Có cần đeo giày không? Giày trắng này. Giày mua áo. Giày thì cầm một đôi đi tập thể dục. Đấy thì thế đi mua một đôi thử dục luôn. Đi học hay là đeo thì sáng hết đúng không? À có tiết mà. Lặng mua lặng. Một sáng có một tiết, buổi trưa có một tiết. Dép thì chắc có nhiều nhỉ, số nhỉ? Cái dép và dép bệt như này đấy. Cái dép thuyền. Có. Trước là được các bác gửi cho nhiều lắm rồi đúng không? Ở trên kia mang về đây chưa? Bên kia. Hết rồi. Mang về hết. Mua lặng, đi chợ shopping nhá. Lâu lắm rồi không được đi chợ rồi đúng không? Bao lâu không được đi chợ à? Đẹp ngược này. Lâu rồi. Ừ. Thôi đi. Đây là đi mua sách vở, xong là mua áo này. Qua bên này. Ăn cái gì chưa? Chúng là đi hai anh em, cho anh em đi ăn phở nhá. Xe đông. Ngoài chợ rất là đông luôn. À về gần 9 giờ này mà gần tan hết. Để xay đi cắt cỏ hơi lâu tí. Sách vở là ở đâu nhỉ? Khu nào mới có? Áo chắc mua áo trước đi. Vào một trong này mua áo trước nhỉ? Đây có biết chỗ nào bán áo trắng không? Đây là chợ quần áo rất là nhiều, nó không biết chọn. Đẹp một con này, đẹp con. Vâng, để em xin xem ạ. Đây, áo trắng này.
Ôi không kéo thế đâu mà chị. Đây mua cho đứa này. Đây đây, mua cho đi học mà. Áo như này có được không xuống? Chọn đi, khác chọn đi. Vâng, đi học. Họ số là bỏ ra xem được luôn mà không phải xem. Không lấy cái to mà đấy. Anh nhảy luôn đi nó không ta? Cái này á? Số bảo là số này. Ừ, cái kia đấy. Có nhiều mẫu nhá, chọn hai nhá. Cái này chị cứ lấy hai cái đi, chọn lấy hai cái luôn đi. Thử xem là có vừa không? Yeah. Sợ to ấy, cứ thử xem. Cứ mặc luồn vào cái áo này luôn. Lấy một cái quần đen nữa nhỉ? Ừ. Khác chọn đi, anh không biết chọn đâu. Chắc là vừa ấy nhỉ? Đây, bỏ ra như này. Vừa không? Được, vừa rồi. Cái này là vừa đấy. Rồi bỏ ra đi. Lấy quần kiểu này hay là lấy những kiểu này? Đúng, lấy quần kiểu này đấy. Quần này có mặc đi học được không? Quần thể thao nhỉ? Dài quá. Được, vừa đấy nhỉ? Bờ. Hai cái đi. Để cho chị cháu được cháu. Đây cháu có thích những kiểu này không? Cứ thấy cái nào đẹp thì chọn thôi. Cái như này còn đẹp hơn nữa nhỉ. Ừ. Mướm xem vừa nhá, không sợ bé quá. Chẳng thèm thương cũng chẳng thèm quay lại, chạy phát đến đây đứng. Thôi không phải đứng đâu. Lôi lại tí để nhé. Được chưa? Vừa mua quần áo chị vừa được lên tivi không thích đúng không? Chọn cái như này đấy cũng được mà. Đây này. Cái này đi. Vâng. Cái lỗ là mà. Ừ. Cứ mướm như này là vừa đến chỗ này. Thế thôi, lấy thế. Có mỗi đứa này thôi mà. Quần áo vừa hết chưa? Ừ. Cho em xin cái túi bóng. Thế thôi. Đủ hai áo hai quần chưa? Bao tiền chị? Hai cái áo này của chị là 250. Ôi giời ơi. 250. Đắt thế. Cái quần 120 quần đấy là 200. Em ơi, hàng này hàng đẹp của chị mà. Thôi. Cứ lấy đi, cho được bao nhiêu bán cho? Bao nhiêu chị? 250 với lại 240 là đi. Đó. 409. Rồi, 400 nhá.
em lấy cháu này thôi. Thôi 400. Không. Thế thôi. Không không chị. Sách vở ở đâu bán chỗ nào chị? Sách vở em bên trên này này. Bên này á? Vâng. Trước với lại có giày trắng lên trước ạ. Mua sập luôn nha. Vâng. Đây 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 nhỉ, sách vở ở đây nhỉ, đúng không? Đây nhỉ, mua vở này có biết không? Có gì? Đây nhá, mua vở như này nhá. Không, đây cho một kẻ thôi, đúng không? Cho em một kẻ ngang đi. Bắt kẻ ngang em lấy kẻ nào cũng đấy. Số thích loại nào? Cái này 60.000, cái này 50.000. Không, lấy cái xịn xịn một tí. Này nhá, mua đứa một chục à? Hay là hai đứa một chục thôi? Không, mua một chục thôi. Một à? Vâng. Có cứ không chị ơi? Chị không mang. Có cứ vở cho chị kẻ các thứ hôm nào đến cổng trường thì mua. Giày kia không đẹp đâu, đi về nhà chị mà chọn giày. Nhà chị ngay đầu cầu đến sang họ hay về đấy mua cho bọn trẻ con. Vâng. Giày mấy quần áo. Ở đây không có giày đâu. Họ mua để cho tiện đúng không ạ? Dạ. Em bọn em cho à? Không. Là em à hay là... Em là... Bao tiền gì nhỉ? 60. Ồ, sách vở. Đẹp đủ các kiểu. Cặp là có rồi nhỉ? Xuống nhỉ? Cặp là có rồi nhỉ? Trước bác Giang gửi cho rồi đúng không? Xem em có gì sẵn rồi. Hai một là vở bút có trong nhà có bút chưa? Có rồi. Có hai cái. Còn thiếu cái gì nữa nhỉ? Đã mua xong sách vở với quần áo này, chuẩn bị đi đưa Say đi cắt tóc nữa. Xuống tóc trước với ép đúng không? Cắt đi một tí không? Sớm rồi à, Say. Dạ. Xuống đi tập trung sớm thôi. Vẫn cùng nhau đi mà. Đó. Dạ. Cắt tóc ở chỗ nào này, Say này? Say biết chỗ nào cắt tóc đẹp không? Có. Bên này á? Chỗ cắt tóc có nhiều mà. Bao tiền anh? Hai cái. Cho số đi xem cũng được. Chuẩn bị làm quả đầu mới mới, mai đi học rồi đúng không? Mai chào cờ là mặc áo trắng đúng không? Cái đeo vào trên cổ không?
tắt nhạc cho mình quay phim một tí nhá. Rồi. Cắt bình thường. Cắt bình thường cho nó là được rồi. Đầu đi học mà. Con đi học à? Cắt cho em nó. Cắt đẹp đẹp là được rồi đúng không? Tóc là hơi dài nữa, trước một tháng trước mới cắt luôn. Học ở đâu? Học ở mỏ rồi. Một rưỡi á? Ê, con được ăn cơm ăn bánh được đấy không? Dạ. Không được ăn á, người đâu không được ăn? Dạ. À, ừ, mẹ không được ăn. Chà, đế không được ăn. Cắt hết rồi. Ở gần mà. Em này ở trên này luôn mà. Đi có 5 phút chắc đến. Đã thật rồi nhá. Đã 8 rồi hả? Thật thế nào cho đi học. Cái vừa đâu về đấy? Vừa đi chợ về mua sách vở quần áo. Chứ còn đưa thanh niên Vân vào đây cắt nữa. Thanh niên Vân thì tại hay cắt ở đây rồi. Đúng rồi. Cắt tóc một cái nhìn khác hơn không? Đúng rồi. Ra là trẻ nhất thằng Tham của nhà đấy. 14. Cái là em gái à? Hai anh em gái. Chưa, bây giờ cắt tóc chuẩn bị mới đi thôi. Cắt tóc xong mới đi. Bạn cứ cắt cho bình thường là được. Đây là có đường đây được mà. Không cần làm à? Không, không, không. Cắt cho em nó bình thường. Tao phải học cái ngôi thôi, bảo là bảo học cái ngôi thôi. Không làm gì thôi. Thank you.
Xay đẹp trai đấy, từ từ yêu nhá, xay nhá. Từ từ yêu nhá, lúc nào mà có mình thì mình đi. Không là lấy vợ về lành nghèo đấy, nhá. Xe có mua hai kia mà. Nhìn khác không? Bây giờ nhìn là giống cái mặt của xanh một thế nữa. Tóc dài tê hết mặt, bé tí luôn. Cắt tóc xong là vào ăn sáng nhé. Buổi sáng là được đi cắt cổ là chưa được ăn sáng đúng không? À. Ừ. Anh em bao lâu được không được ăn phở rồi Duẫn? Đi về tắm luôn nhá. Bao lâu rồi? Về phải tắm rồi. Cắt xong phải tắm. Không biết nữa. Lâu lắm rồi đúng không? Ừ, vào ăn phở đi. Hai bát phở. Làm cháu hai bát phở thật ngon cho hai anh em này. Không, hai cháu ăn rồi. Vâng. Cháu ăn ngoài. Ngoài cái minh vào rồi. Ăn phở gà hay ăn phở gì? Phở chiên rồi. Ồ. Ăn phở gà nhá. Nóng thì bật cái quạt lên. Không nóng máy mà. Đúng rồi đó nha. Đúng rồi. Anh em mà lâu lắm mà không ăn phở rồi đấy. Đúng rồi đấy. Anh chỉ ăn ở trong nhà nhưng mà đúng rồi. Không ạ. Ở nhà ta ăn mèn mén thôi đúng không? Đúng rồi. Ở nhà bác còn gạo không hay là hết rồi? Hết rồi. Hết từ nửa tuần rưỡi rồi. Nhà ăn mèn mén thôi. Quá sáng nha. Trời ơi, các bạn ăn sáng. Chó. Ngồi gần nhau
Cái quá. Anh em đảo đều lên đi. Đặt đảo đều lên nó mới đây. Có thể ăn rau sống không? Anh em cũng giờ về nhà bác rồi, không có gạo ăn, chắc là mua thêm ba gạo nữa nhé. Vâng. Mua xong là để đi học còn ăn nhé. Xong bây giờ là đi ăn mẻn mén nghiền ra thì có ăn được đâu đúng không? Không có gì ăn cùng. Lấy em bao gạo ấy, anh Thanh. Đây, để thay miếng. Đâu đâu. Đây là lấy gạo rồi nhé. Vâng. Bao tiền một bạn cứ ăn cầm ngon mà ăn. Vâng. Cái đây thì anh bác ơi. Bao tiền anh nhỉ? Đi đến bác. Sếp. Cái này không vấn đề. Cái này gì. Về thôi.
chờ nữa không? Chưa. Cầm bằng trước rồi. Đổi mũ vào. Buổi sáng đi chợ làm mua được ít đồ dùng học tập. Trong nhà là bút thước các có rồi đúng không? Chắc là bác Giang gửi cho rất nhiều rồi đúng không? Lúc nào mình thiếu thì mình mua thêm. Từ từ nhá. Chào cả bò chú. Bò chắc cho ngày 2-3 lần thôi nhỉ, đúng không? Mic này có chết rồi mà nhìn. Đấy, em đã mua xong sách vở. Và súa, quần áo, ra hai bộ rất là đẹp luôn. Áo này có vừa không? Vừa đẹp luôn nhỉ. Mình ướm ướm như này là vừa ấy. Bẻ cái cổ xuống. Bẻ cổ này xuống. Áo này là không được mặc đi làm đâu nhá. Cái này mặc xong rồi phải giặt luôn, không sợ nó đen ở cổ này. Ngâm xà phòng, xong rồi vò. Đúng rồi, treo lên cho nó đỡ bẩn. Đấy, quần thể thao xong đi với áo trắng này rất là hợp rồi. Còn đôi giày nữa. Đấy, khúc vào như này đấy. Nóng quá thì cứ sắn lên đến chỗ khuỷu tay này. Sắn lên trên này. Có biết ai gửi tiền cho mua không? Đấy, là tiền là của cô Sang gửi cho số là 2.309.000. Số là chắc gọi bằng bà thôi, lớn tuổi rồi. Đó, bây giờ là gửi lời cảm ơn tới bà Sang nhé. Đây mic rồi. Đây, xoay đi lấy cái mic này. Số tiền là mình em có trích hết 820.000 mua sách vở quần áo, xong rồi đưa các em đi ăn nữa, lâu lắm rồi không được ăn phở nữa, ở nhà nó không có gì ăn luôn, bây giờ ở nhà bác là toàn ngô nữa. Bây giờ có gạo thì cứ để ăn hoặc đi học nhé, mua bao gạo nữa, hết chi hết là 820.000. Còn số tiền còn lại thì chắc để đưa cho Súa đi học. Ừ. Đi ăn sáng chẳng hạn đúng không? Rồi, bây giờ gửi lời cảm ơn tới bà Sang nhá. Nói đi. Cháu cảm ơn bà Sang. Nói đi, lấy cái mic. Bà Sang.
đã bà gửi tiền cho cháu. Đã gửi tiền cho cháu để mua sách vở, đồ dùng học tập. Mua sách vở, dụng học tập. Ừ. Mua quả áo. Rồi. Mua gạo. Mua gạo ăn. Cháu xin chào bà. Cháu xin chúc bà thật nhiều sức khỏe. Cháu xin chúc bà thật nhiều sức khỏe. Đấy, các em cũng không biết diễn đạt mới. Chắc phải suy nghĩ với nói không nói ra được đúng không? Ừ. Chịu khó đi học vào nhá. Đây là đồ dùng học tập đủ hết rồi. Quần áo, giày dép. Chắc là quần áo trên kia vẫn còn nhiều nhỉ? Chứ các bác gửi cho đây. Để đeo. Chọn xong rồi treo móc vào, không sợ nó. Ừ. Mai sợ nó thành móc meo hết đấy. Hỏng hết. Ừ. Áo trắng rồi mặc xong là mình phải giặt luôn. Tí lại tầm 3 giờ mới đi cắt cỏ nữa. Tầm 3 giờ là 4 giờ đi. Ừ. Để dân mới đi mà cắt cỏ ngô thôi mà. Chặt cái ngô. Cái ngô chặt nhà ấy, nhà bác. Chặt trước cửa. Nó lái ra tao lang lên ngoài này rồi. Nó bảo là đi ra xa thì sẽ có rắn cắn đấy. Nắng như này này sợ có rắn hổ mang ấy, ở gần suối hay có rắn. Thì nó bảo là các cường ở nhà tí. Chắc là anh em mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn cô Sang cũng gửi tiền cho bé Súa để mua đồ dùng học tập rồi.